Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Đức Giêsu dùng dụ ngôn mà nói với các thượng tế và kỳ mục trong dân rằng: Nước trời cũng giống như chuyện một vua kia mở tiệc cưới cho con mình. Nhà vua sai đầy tớ đi thỉnh các quan khách đã được mời trước, xin họ đến dự tiệc, nhưng họ không chịu đến. Nhà vua lại sai những đầy tớ khác đi và dặn họ: Hãy thưa với quan khách đã được mời rằng: Này cỗ bàn ta đã dọn xong, bò tơ và thú béo đã hạ rồi, mọi sự đã sẵn, mời quý vị đến dự tiệc cưới. Nhưng quan khách không thèm đếm xỉa tới, lại bỏ đi. Kẻ thì đi thăm nông trại, người thì đi buôn. Còn những kẻ khác lại bắt các đầy tớ của vua mà hành hạ và giết chết. Nhà vua liền nổi cơn thịnh nộ, sai quân đi tru diệt bọn sát nhân ấy và thiêu hủy thành phố của chúng. Rồi nhà vua bảo đầy tớ: Tiệc cưới đã sẵn sàng rồi mà những kẻ đã được mời lại không xứng đáng. Vậy các ngươi đi ra các ngã đường, gặp ai cũng mời hết vào tiệc cưới. Đầy tớ liền đi ra các nẻo đường, gặp ai bất luận xấu tốt cũng tập hợp cả lại, nên phòng tiệc cưới đã đầy thực khách. Bây giờ nhà vua tiến vào quan sát khách dự tiệc, thấy ở đó có một người không mặc y phục lễ cưới, mới hỏi người ấy: Này bạn, làm sao bạn vào đây mà lại không có y phục lễ cưới? Người ấy câm miệng không nói được gì. Nhà vua liền bảo những người phục dịch: Trói chân tay nó lại, quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài. Ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng, vì kẻ được gọi thì nhiều mà người được chọn thì ít. Đó là lời Chúa. Kính thưa anh chị em, chúng ta vừa trải qua hai mùa dịch Covid và chúng ta bị gọi là hạn chế giãn cách, rồi ở nhà tham dự thánh lễ trực tuyến, tức là qua cái tivi. Và có rất nhiều anh chị em cũng chia sẻ là con dự lễ ở nhà nó chưa trí lo ra lắm, và cũng cầu nguyện ước mong làm sao có lễ sớm để con đến nhà thờ, con tham dự thánh lễ. Ước mong cái ước mong đó, cái ước muốn đó, cái tâm tình đó nó giữ mãi nơi chúng ta. Ta muốn đến nhà thờ để tham dự thánh lễ. Và chúng ta cũng vẫn thấy cái sự phức tạp và tiềm ẩn đâu đó của dịch bệnh. Do đó mà chúng ta vẫn luôn cầu xin cái dịch bệnh nó mau qua, nó đừng có trở lại nữa, đừng có see you again nó nữa, nó đi luôn đi, nó càng đi luôn càng tốt. Xin Chúa cho chúng ta có lại cái cuộc sống bình an và hạnh phúc. Dĩ nhiên chúng ta vẫn thấy cái dịch bệnh mà theo cái thống kê của quốc tế thì cái số nhiễm á, cứ hàng ngày, nếu mà quý ông bạn chị em có cài cái chế độ gọi là trong cái những cái trang web mà về tin tức chính thức của chính phủ, nó có cái phần gọi là mình click vào cái chuông thì cứ hàng ngày sáng sớm mình mở ra tin này tin kia, mà trong đó có cái tình hình người ta cập nhật cái Covid cứ tăng lên cái số ca nhiễm trong toàn thể nhân loại chúng ta. Và rồi qua hai mùa dịch này, ai cho chúng ta cũng có nghe và có nói về cái góc độ tích cực. Thường mình nói Covid thì ai cũng sợ hãi hết, mất công ăn việc làm, ảnh hưởng cái cuộc sống của chúng ta, rất là sợ. Nhưng mà có khi chúng ta nhìn ở một cái góc độ khác và nhìn thấy được cái tích cực của nó không? Có nhìn ra được cái tốt của nó, theo cái nghĩa là Covid nó đem lại những cái giá trị cuộc sống, và những cái giá trị cuộc sống này nó được thay đổi, nhất là cái sự ấm áp,
cái hạnh phúc và lan tỏa yêu thương của những bữa cơm trong gia đình, giữa vợ chồng với nhau, giữa cha mẹ với con cái. Trước đây vì công ăn việc làm, vì việc học hành của con cái, vợ chồng con cái quá bận rộn và bị cuốn hút vào công việc. Rồi con cái đi học hết học ở trường, rồi lại đi học thêm, cho nên gia đình không có thời giờ để mà dành cho nhau, chia sẻ cùng nhau. Mỗi người qua cái dịch bệnh Covid này cũng nhận thấy rằng cần phải sống chậm lại, và chúng ta cần có cái thời giờ để mà dành cho nhau nhiều hơn, và nhất là qua các bữa ăn trong các gia đình. Có lẽ ở đây quý ông bà chị em cũng cảm nhận được cái điều đó. Khi chúng ta ở trong gia đình, trước đây mình không có nhiều thời gian dành cho nhau, nhưng mà vì Covid không có được đi ra ngoài, ở trong gia đình thôi, mua gạo, mua mắm, mua muối sẵn, và cứ thế tới bữa cơm thì vợ chồng cùng chung tay, con cái cùng chung tay nhặt rau, nhặt hành, làm tỏi, làm ớt, làm nước mắm, vân vân, chiên cá, nấu cơm, xào rau, những cái gì có thể để gia đình cùng quay quần ăn cơm, nói chuyện và chia sẻ với nhau. Và chúng ta cảm thấy được cái sự ấm áp, cái hạnh phúc khi được lan tỏa trong những cái bữa cơm gia đình. Do đó mà chúng ta hiểu rằng cái bữa ăn, cái bữa cơm hay là cái bữa tiệc, nó không chỉ đơn thuần là chúng ta được ăn gì hay là chúng ta được uống gì, mà đúng hơn nơi đó chúng ta có cái sự gặp gỡ và được chia sẻ cùng nhau với niềm vui, nỗi buồn, thành công hay thất bại. Và đó mới là cái giá trị cốt lõi và cái hạnh phúc đích thực của mỗi bữa ăn. Bởi vì nơi đó chúng ta, người ta nói là ăn nói mà, khi được ăn, được nói chuyện, được trao đổi niềm vui, chia sẻ niềm vui lớn, nỗi buồn, chia sẻ nỗi buồn vơi. Con người chúng ta là có một cái tương quan, có cái gặp gỡ, có cái chia sẻ. Mặc dù các gia là những người sống không có gia đình, độc thân, nhưng mà cũng có cái cách để mà mình gặp gỡ, mình trao đổi, mình chia sẻ cùng bạn bè, cùng các cha bạn trong những bữa ăn, để chúng ta được gọi là giảm bớt những cái áp lực ở trong cái cuộc sống, mà ông bà anh chị em ai trong chúng ta cũng có cái kinh nghiệm đó. Phụng vụ lời Chúa ngày hôm nay, từ nơi bài đọc 1 cho đến bài tin mừng, cho chúng ta nghe về các bữa tiệc. Ngày ấy trên núi này, Đức Chúa các đạo binh sẽ đãi muôn dân một bữa tiệc, tiệc thịt béo, tiệc rượu ngon, thịt béo ngậy, rượu ngon tinh chế. Chúng ta nghe bữa tiệc Chúa đãi sao mà nó ngon thế? Nào là tiệc thịt béo, tiệc rượu ngon, thịt béo ngậy, rượu ngon tinh chế. Mình nghe cái là nước giải mình nó chảy rồi. Nhưng mà nó không có dừng lại cái việc mà mình ăn uống gì, mình ăn gì, mình uống gì. Nhưng mà đó là cái cách mà Thiên Chúa mời gọi chúng ta đến gặp gỡ Ngài, đến chia sẻ với Ngài, đến lãnh nhận cái tình yêu, cái bình an và cái sự sống của Ngài cho chúng ta. Đó mới là điều quan trọng. Chứ không phải là Chúa đãi mình những cái món ngon mà mình nghe mình thấy cái bụng của mình nó cồn cào rồi, thì nó không có ở cái ý nghĩa đó. Mà chúng ta đến gặp gỡ, chúng ta chia sẻ cái hạnh phúc, cái bình an, cái tình yêu mà Thiên Chúa Ngài muốn trao cho chúng ta. Và Chúa Giê-xu Ngài cũng mượn cái hình ảnh của một bữa tiệc cưới mà ông vua tổ chức cho con của mình, và đã mời các khách dự tiệc đến tham dự. Thiên Chúa chính là ông vua, và cái vị hoàng tử này đó chính là Chúa Giê-xu. Thiên Chúa Ngài là tình yêu, và tình yêu của Ngài là tình yêu mở ra. Ngài mở ra cho con người chúng ta, Ngài mở ra với thế giới vũ trụ này. Ngài muốn ban phát tình yêu, ban phát cái sự sống của Ngài, và mời gọi con người chúng ta đến tận hưởng tình yêu và sự sống của Ngài. Thiên Chúa như là ông vua đã thiết đãi mời những khách dự tiệc đến tham dự. Nhưng mà có một cái điều rất tiếc là các thực khách này không có quan tâm, không có đoái hoài, không có để ý, hững hờ, không có quan tâm gì đến cái lời mời của ông chủ, và thậm chí có cái phản ứng tiêu cực, giết luôn và xúc phạm luôn đối với những người đầy tớ của ông vua đến mà nhắc lại cái lời mời của ông vua. Đó có thể là hình ảnh của những người Do Thái ngày xưa, và cũng là chúng ta ngày hôm nay. Người Do Thái được Thiên Chúa tuyển chọn làm dân riêng, nhưng mà có một cái mầu nhiệm mà Thánh Phaolô Ngài nói mầu nhiệm về người Do Thái, là cho đến hôm nay họ vẫn từ chối lời mời của Thiên Chúa khi họ chưa tin vào Chúa Giê-xu là đấng cứu thọ độ mà Thiên Chúa đã ban tặng cho nhân loại.
Và Thánh Phaolô nói đó là một mầu nhiệm mà một ngày nào đó người Do Thái sẽ trở lại. Bởi vì Thiên Chúa Ngài yêu thương ai thì không bao giờ Ngài thay đổi. Và vì thế Ngài vẫn hy vọng, bởi vì người Do Thái họ không có đón nhận cái lời mời của Thiên Chúa, cho nên Thiên Chúa mời gọi tất cả các dân tộc khác vào trong cái bữa tiệc của Ngài và trong đó của chúng ta. Mình hay nói là thưa cha, con là đạo gốc, con là đạo dòng, tổ tiên ông bà con là người có đạo. Thật ra với cái nhìn của người Do Thái, chúng ta là ngoại giáo hết, chúng ta là người mới theo đạo hết. Bởi vì chỉ có người Do Thái họ vẫn luôn ý thức họ là dân riêng của Chúa mà thôi. Và có khi cái người, cái những cái vị khách mà đã được mời mà từ chối đó, có khi nào đó cũng là hình ảnh của mỗi người chúng ta. Có khi nào con người lại hững hờ xem thường và từ chối, họ chỉ muốn, chỉ thích thú và vướng bận bẩn giá trị của trần thế, hạnh phúc mau qua chóng tàn. Để rồi khi tai ương, hoạn nạn xảy ra, rất có thể con người bị mất phương hướng và thất vọng. Kính thưa anh chị em, muốn chia sẻ với ông bà anh chị em, thánh lễ mà hôm nay chúng ta tham dự với bàn tiệc lời Chúa và bàn tiệc thánh thể, câu mà linh mục chủ tế sẽ sướng lên trước khi chúng ta lên rước lễ: nâng cao mình thánh Chúa, đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Quý ông bà anh chị em có cảm thấy đó là cái hạnh phúc không? Có cái hạnh phúc khi chúng ta được đến đây để chúng ta được gặp gỡ Chúa, để chúng ta được đón nhận cái sức mạnh của Chúa qua bàn tiệc lời của Chúa. Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường cho con đi. Và chúng ta lãnh nhận bí tích thánh thể, đó chính là Chúa Giêsu, Ngài ban cho chúng ta chính lương thực, chính thịt và máu của Ngài, để trở nên lương thực, nuôi dưỡng, kiện toàn, thêm sức mạnh, cái điểm tựa cho cái cuộc sống của mỗi người chúng ta. Khi chúng ta phải đối diện với những cái khó khăn, với những cái thử thách trong cuộc sống, thì đâu là cái nội lực cho cuộc sống của mình nếu như đó không phải là cái sức mạnh đến từ nơi Thiên Chúa ban cho chúng ta. Như Chúa Giêsu Ngài nói, không có thầy thì anh em không làm được gì. Kính thưa anh chị em, và cái áo cưới mà hôm nay bài tin mừng cũng có nói đến, đó là cái chiếc áo mà chúng ta được lãnh nhận trong ngày lãnh nhận bí tích rửa tội. Và đó cũng chính là chiếc áo của tình yêu và bác ái. Chiếc áo bởi vì khi Thiên Chúa Ngài xét xử chúng ta thì Ngài không có hỏi chúng ta đã làm được cái gì, nhưng mà Thiên Chúa Ngài sẽ hỏi bằng cái mức độ tình yêu mà chúng ta đã sống với nhau. Chúa Giêsu Ngài nói về cái câu chuyện về xét xử, ông vua xét xử tất cả thần dân. Ngài nói rằng những cái điều mà mình không làm cho anh chị em của mình thì đó là mình đã không có làm cho Chúa. Cho nên xin cho chúng ta biết quý trọng thánh lễ là một cái bữa tiệc mà Thiên Chúa thết đãi và Ngài mời gọi quý ông bà anh chị em đến, ít là hàng tuần vào ngày Chúa Nhật. Chúng ta đến đây với niềm vui, với một cái hạnh phúc, vì chúng ta thật sự đến đây để được gặp gỡ Chúa, để được Chúa chia sẻ cái sự sống, cái bình an, cái tình yêu cho chúng ta qua lời Chúa cũng như qua bí tích thánh thể. Xin cho chúng ta đừng có bỏ lễ bất kỳ một lý do gì, chỉ trừ cái trường hợp mình đau bệnh hay một cái lý do gì bất khả kháng thôi, thì xin cho chúng ta đừng có bao giờ bỏ lễ. Nếu như chúng ta bỏ lễ thì có thể đó là những vị khách đã từ chối tham dự bàn tiệc của ông vua. Xin cho chúng ta siêng năng tham dự thánh lễ, lãnh nhận lời Chúa và thánh thể. Đó chính là chúng ta được đón nhận cái sức mạnh của Chúa. Và sau thánh lễ, linh mục mời gọi quý ông bà anh chị em, thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an. Nghĩa là chúng ta được đón nhận cái sức mạnh bình an của Chúa, để rồi chúng ta sống với niềm tin, với lòng mến, với tình bác ái. Nhờ đó từng ngày sống cũng là từng ngày chúng ta được chuẩn bị, được mời vào tham dự bàn tiệc tình yêu trong ngày sau hết mà Chúa sẽ tiếp đãi chúng ta ở trên nước trời. Amen. Xin mời cộng đoàn đứng, chúng ta tuyên xưng đức tin.